Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang làm cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội bị ảnh hưởng gay gắt và mọi hoạt động đều trở nên trầm lắng. Với từng địa phương, bên cạnh việc tập trung cao độ với công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thì các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 vẫn được chú trọng và nỗ lực bằng nhiều giải pháp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Trường tiểu học Nguyễn Du tọa lạc trên một khu đất cao ở xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, vừa được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Trường có thiết kế đẹp, hiện đại với quy chuẩn quốc gia và vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Trường sẽ đáp ứng nhu cầu dạy và học cho người dân trên địa bàn xã vùng núi này, nơi xa xôi nhất của tỉnh. Việc đầu tư hệ thống hạ tầng nói riêng, các tiêu chí cứng ở Phú Sơn cũng nằm trong những nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã và huyện Tân Phú năm 2021. Đến thời điểm này thì các tiêu chí cứng thì đã được sự quan tâm của cấp trên và các nguồn lực ở xã hội hóa. Riêng về tiêu chí mềm thì cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến thời điểm này xã Phú Sơn chưa đạt được bằng hoặc trên 90%. Do nhiều yếu tố mà xã đã sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong công tác tuyên truyền vận động và thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và toàn hộ gia đình. Đến tháng 8 năm 2021, huyện Tân Phú đã có xã Phú Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng đặt mục tiêu có 4 xã đạt chuẩn này trong năm 2021 và đang đốc thúc việc hoàn thành các tiêu chí bên cạnh công tác phòng chống dịch. Đối với những tiêu chí, các chỉ tiêu đã đạt được thì hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng để gửi các cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm tra xem xét. Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu mà chưa đạt thì xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể khi mà tình hình dịch bệnh có chiều hướng lắng xuống sẽ tổ chức triển khai thực hiện ngay. Cố gắng thì cũng đảm bảo tiến độ năm 21 này. Tuy nhiên thì do khó khăn Covid nên là tình hình đầu tư xây dựng hoàn thành cái tiêu chí thì có thể sẽ chậm hơn. Đường xá khang trang, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, môi trường trong lành, Tân Phú là huyện xanh, là nơi đang sống nhưng người dân cũng đang phải giãn cách, đang cùng cả tỉnh căng mình phòng chống dịch bệnh. Xã Phú An cũng là địa bàn thuần nông, Phú An giáp với 4 xã khác trong huyện và giáp với tỉnh Lâm Đồng. Với 5.000 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 5.000 hecta, tương đương bình quân mỗi người có 1 hecta đất. Đất rộng, người thưa cũng khiến cho việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao nói riêng và những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Huyện xác định xã Phú An sẽ về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Hiện nay, các ấp thôn kết nối với nhau ngày càng gần hơn trước do đường đi rất tốt. Thì hiện nay cái đường trên địa bàn xã do xã quản lý là 25 km. Thì đến nay đã nhựa hóa và bê tông hóa được 17 km rồi, đạt 67%. Thì còn lại khoảng 8 km. Thì xã tập trung ưu tiên những cái tuyến đường mà dân cư ở đông làm trước. Còn những tuyến đường mà dân cư ở thưa thì một phần là vận động doanh nghiệp, một phần là vận động các cái mạnh thường quân, rồi góp sức dân là để đóng. Dù không phải là vùng đất tốt, nhưng đất đồi ở Phú An rất hợp với cây sầu riêng. Loại cây này đang có diện tích hơn 650 hectare, nhiều nhất ở huyện Tân Phú. Sản xuất nông nghiệp khá hiệu quả và bền vững cũng là điều kiện thuận lợi để người dân nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây là hệ thống thủy lợi có vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Dự án kênh này dẫn nước từ hồ Đa Tôn đến cánh đồng các xã lân cận, bảo đảm nước tưới vào mùa nắng và làm chức năng tiêu lũ mùa mưa. Mạng lưới thủy lợi hoàn thiện là điều kiện để người dân nâng cao năng suất cây trồng, tăng diện tích canh tác. Ủy ban huyện cũng giao cho các phòng ban và các ủy ban xã rà soát lại trên địa bàn của mình, rồi lập các danh mục công trình để trình ủy ban xem xét để đầu tư các công trình để phục vụ cho nông nghiệp. Thì hiện nay thì trên địa bàn huyện và các xã thì cũng được đầu tư tương đối hoàn thiện về các công trình thủy lợi.
Để đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là ở các xã nông thôn mới nâng cao, huyện đã khảo sát, đánh giá nhu cầu đầu tư cho những năm tiếp theo để có phân kỳ và xin chủ trương xây dựng với 6 dự án, chi phí lên tới hơn 650 tỷ đồng. Có một cái dự án lớn như hồ Đa Tôn thì Ủy ban huyện và phối hợp với Sở Nông nghiệp với Ủy ban tỉnh đang rà soát lại do cái tổng mức đầu tư lớn nên dự kiến là sẽ xin nguồn đầu tư của Trung ương để đầu tư cho cái công trình hồ Suối Đá. Rồi còn và sẽ kiến nghị tỉnh đầu tư cho các trạm bơm liên xã, các công trình lớn vượt cái tầm cân đối ngân sách của huyện. Năm 2021, tổng vốn đầu tư công huyện Tân Phú khoảng gần 700 tỷ đồng. Hiện nay phần lớn các công trình đang phải hoãn, giãn tiến độ, dừng thi công để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc giải ngân vốn từ đây đến cuối năm cũng sẽ khó khăn và áp lực cho nguồn lao động đang khan hiếm. Huyện đánh giá đây cũng là tác động bởi một phần do tâm lý e ngại của nhiều người trong đợt dịch này. Do đó các địa phương ở Tân Phú xác định trước mắt sẽ tập trung cao nhất cho công tác chống dịch, để sớm đưa đời sống sinh hoạt về trạng thái bình thường mới. Với trên 2.300 hộ và trên 12.000 nhân khẩu, thì việc mà ở trên địa bàn xã Vũ Sơn có rất là nhiều con đường mà đường xương cá thông ra quốc lộ 20. Sau khi nhận được cái ý kiến truyền đạt, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ban dân huyện Tân Phú, cấp ủy chính quyền xã đã tăng cường lãnh đạo và đã chỉ đạo ráo riết và để tập hợp được quần chúng nhân dân tham gia cũng như là cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thì hiện nay đối với này trên địa bàn xã thì đã bố trí là 9 chốt ở các đường trong ngõ hẻm và có 4 chốt là trực 24/24. Vì bây giờ chúng ta thực hiện cái chỉ thị 16 thì nhà cách ly nhà, xã cách ly xã đó. Tuy nhiên thì để đảm bảo cái hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn á thì xã vẫn tạo điều kiện cho những người ở các xã khác, xã lân cận đến là làm rẫy và mua bán nông sản cho nông dân. Thì phải nói cái hoạt động này tạo điều kiện nhưng mình cũng phải kiểm soát chặt chẽ cái đầu vào, những người nơi khác vào. Thì phải nói những cái ngày gần đây thì chúng tôi luôn phải căng mình ra và quán triệt với anh em là phải thực hiện, phải thể hiện cái tinh thần trách nhiệm cao nhất ở các chốt và ở ban chỉ đạo cũng thế. Huyện Tân Phú có quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách hàng năm ít. Năm 2021 này, kế hoạch thu được giao là 100 tỷ đồng. Tuy vậy, Tân Phú có vị trí kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng, nhất là về góc độ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững giữa nông nghiệp với du lịch. Mặc dù nhà nước hỗ trợ đến khoảng 80% từ nguồn ngân sách nhà nước, nhân dân chỉ đóng khoảng 20% thôi. Tuy nhiên, thì do cái tình hình dịch bệnh này, rồi trong thời gian vừa qua, thì giá cả nông sản hàng hóa của người dân nó xuống rất thấp. Nên là cái việc mà huy động nguồn đóng góp của người dân thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì giải pháp thì sẽ tiếp tục huy động, nhưng mà sẽ có những lộ trình cụ thể chứ không phải là đóng một lần, mà sẽ có thể là người dân sẽ tham gia đóng góp bằng nhiều lần để triển khai thực hiện. Gần 2/3 thời gian của năm 2021 đã qua, hy vọng với những giải pháp quyết liệt của chính phủ, của tỉnh và sự đồng thuận của người dân, tỉnh Đồng Nai nói chung cũng như huyện Tân Phú sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu kép theo những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Quý vị và các bạn vừa đến với chuyên đề Trên đường phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.